một Cảm ơn và cô sẽ hai. lên bàn tay Vậy cho là quá mẹ cô mới hai biết. vô trong đỉnh Thái Sơn là hơn 20 ngày hả cô hai Hơn ạ? 20 ngày rồi mà cô không ăn gì hết. Dạ, sao mà cô không ăn được cô hai? Tại Nguyên vì nhân chư thiên người ta không cho mình ăn, bảo là để cái tâm không để mình nhận cái gì đó thôi. Ăn thì đại tiện tiểu tiện là phiền lắm, tuổi già đi đứng không có vững vàng nên không sao? ăn. Chỉ dùng tịnh thủy và Dạ. dùng những cái gì mà cô hai dùng được, nạp thọ được thì cô hai dùng. Hồi Dạ. sáng cô sử dụng cho cô hai hộp bún nhưng mà cô hai nhường lại cho Hoàng Nhi nó ăn. Tại Dạ. vì dắt nước đi phô phai. Chứ Dạ. còn bây giờ cô hai không nhận được nó dư ra ngoài uổng lắm con, thà mình để bổ phí cho người khác. Đúng chưa? Dạ, vậy hả cô hai Ừ, ha? nghe nó phải. Dạ, thì Thì hôm con nay hôm Tri nay con Dũng cũng có nghe các huynh đệ Linh Căn nói là cô hai về đây, cô hai cũng chia sẻ dạ tịnh tài đồ kia chốt với dạ các nhiều lắm. bà Cô hai con. đem vô như vậy là 40 triệu mà cô Dạ. hai dự định đi chỉ có 5 ngày tại vì nhà Nhi Đồng không có ai nuôi. Dạ. Mà vô vô đây thì cô vì tình thương mà cô phải ở lại. Mà cô Dạ. cho hết rồi. Hết Bây giờ rồi. hồi nãy cô vô đây Ừ. là cô không có 1.000. Dạ, 40 triệu là cũng hết luôn. Hết luôn, cho hết À, luôn. chỉ cho những người bạn tu mình hả có ai hay sao? Và cho bạn tu có và những người không tu cũng có. Không Dạ. tu là cô hai độ để cho người ta vươn lên để người ta tu. Ta Dạ. biết tu rồi sau này cô hai được phước. Ừ. Trí Dũng được phước. Tất Dạ. cả mọi thứ được phước. Còn Dạ. ai biết cô hai cũng được, không biết cô hai cũng được. Cô cũng thánh kiều vô đây. Thánh Dạ. kiều vô đây Việt là mình. Hàn lục phí xí kỳ linh nan ta vô Dũng à. Phó xì. Mình ăn hết người ta ăn còn. Phó xì kỳ Dũng của hai cung đình nhiều lắm. Mà dưới Dạ. trần thế của hai có 1.000. Giờ hồi Vâng, kính thưa vị, và ngày hôm nay Tiến Dũng trở lại nơi đình Thái Sơn thì cũng hội ngộ duyên lành, gặp được cô hai đến từ Nha Trang. Dạ, con xin kính chào cô hai. Dạ, kính chào tất cả. Dạ, thưa cô hai, hôm rày con ở trong đình thì con cũng thấy cô hai về đây, hôm rày chắc cũng hơi lâu hả cô hai hả? Dạ, cô hai về trên 20 ngày rồi. Trên 20 ngày rồi. Rồi, dạ. Dạ, là cô hai quê ở Nha Trang hả cô hai? Quê cô ở chùa Long Sơn, Nha Trang. Dạ, con thấy cô hai đeo cũng nhiều chuỗi quá cô hai hả? Dạ, chuỗi ngày còn lại đó. Dạ, chuỗi ngày còn lại Vâng. là ý nghĩa hả cô hai Hôm ạ? nay quay về với chuỗi ngày còn lại. Dạ, kính thưa cô hai, thì cô hai năm nay bao nhiêu tuổi mà con thấy Dạ, tốt người quá cô nói hai? với Tí Dũng là cô hai 83. 83 tuổi. Vâng. Ồ, 83 tuổi mà còn đi lễ rồi còn khỏe mạnh nha, con thấy tướng cô hai rất là tốt rồi, rất là Cô cao hai người. đi với đạo đồng yêu thương Dạ. và chia sẻ tình thương cho tất cả nhân loại vàng sanh chúng sanh. Dạ. Cô hai đi với sự hiện diện của cô hai. Cô hai rất buồn nhưng Dạ. phải đi. Đi hành trình vì Phật lệnh. Dạ. Phật mệnh từ Diêu Cung Bạch Ngọc mà cô hai xuống đây để xem xét thế gian này. Hôm nay đình Thái Sơn có gì? Đình Thái Sơn hôm nay được tiễn chưng có sen vàng Phật Pháp đó. Nói cho Dạ. Dũng nghe. Cô hai rất vui mừng. Nhưng cô hai thấy gì về nơi này. Cô hai tự ở Nha Trang cô về đây. Không có một tình thương đại đồng. Không biết chia sẻ cùng với tuổi già của hai. Chứ đừng nói thiên cơ quyền bí. Cô hai rất buồn. Cô hai chia sẻ với Dũng như vậy. Cô hai cần nhất là tình thương. Cần nhất là đạo đồng yêu thương. Cô hai còn hoàn cảnh của hai rất khổ. Có một em gái bị tâm thần, ba mẹ chết hết qua đời. Hoàn cảnh đường của hai rất khổ nhưng vẫn thi hành Phật sự cho thầy mẹ. Dạ. Cô hai rất yêu thương tình thương của đồng đạo. Nhưng mà cô về đây cô chả thấy tình thương đâu hết mà trút những sự vấn vương trên đầu của hai. Nhưng cô hai tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn đó nha. Tụng khẩu có nghĩa chân có nghĩa là gì? Ta tịnh từ trong ra tới ngoài, từ ngoài để tấn thân. Cho chúng sanh cùng tịnh với ta. Nhưng nó chẳng đồng hành với ta. Ta chỉ mưu cầu quyền di trên thầy mẹ giúp đỡ trợ duyên cho cô hai mọi mặt trên thế gian. Khi cô hai ra đi dành dụm một món tiền nhỏ mọn để hành trình về đến đây để đảnh lễ thầy mẹ. Dạ. Đến khi cô hai chia sẻ toàn tất cả những người già yếu khổ sở cô hai ban cho hết. Đến ngày giờ này cô hai không còn tiền bạc nữa. Cô hai được gặp Trí Dũng. Tình yêu thương đó muôn đời cô hai vẫn nhớ mãi mãi. Nhưng cô hai mong rằng Trí Dũng làm được việc và Trí Dũng sẽ có chia sẻ cho những người đuôi mù tật bệnh. Cô hai
thích nhất là như thế. Và đạo ở đâu? Đạo ở tâm ta. Đạo làm người phải có tình thương. Tình thương của hai đây, của hai sẽ nói cho Dũng nghe. Tình đồng đạo thiêng liêng cao cả, chứ cuộc hành trình nhiều ngã khác nhau, chứ tùy tâm thức chọn đường nào, đi theo đường đó mà thấp cao do mình. Có ai đứng giữa cung đình, hai hàng nước mắt thương tình cho chúng sanh, thương tất cả nhân dân ba tánh, thương bản thân mình quay lại cung đình Dũng ơi. Thấy Dũng có ai rơi nước mắt, nhưng hoàng cơ nói chắc riêng con, Dũng làm bổn phận của núi non, rừng xanh nước bạc Dũng còn nhiều việc thật thi. Có ai nguyện trên quyền di hôm nay trao đổi thành thật thi, nói Bồ Đề, Bồ Đề rỗ nó cung diêu trì Phật màu, đóng quyền di thành tháng độ nhân sanh. Có ai chỉ có một tấm lòng cao cả, dựng tay tim vàng cho tất cả chúng sanh, dâng hết cho toàn dân ba tánh vàng dân Dũng ơi. Thương thay cho một đống minh quân, Dũng làm Phật sự cũng làm cho vô vị thượng tòa. Thân bản thể Dũng quyền cơ của hai rất đau khổ, cũng đồng hành Dũng Dũng như cô hai. Mỗi người mọi việc của thiên thai, cô đã già rồi trí Dũng ơi, hai vai cô gánh nặng cùng hai. Thân thân phụ mẫu quăng khai đã là hoàn thành, đó là chữ hiếu của ai. Bây giờ hiếu tử còn lại là hai vai nặng quăng. Có ai cũng có chút tiền nhân đồ thế, mà chúng sanh diệu kế biết muôn vàng. Cho nang rồi nó trả lại những cành cơ hàng. Có ai mong trí Dũng cứu cô trong màn chót, để thật thi rốt rảo tâm linh. Tâm linh phải biết chỗ nơi cung đình quyền di hoàng màu, phải biết trốn đi chỗ nào, biết tên tội hoàng khai đại đạo, biết bao nhiêu niên kỷ mẹ ở trần đời, biết bao nhiêu con trẻ bảy ức ninh căn về cõi đời. Có ai xem lại về cung đình, chỉ có một mình chẳng thấy đóng con quyền thanh. Quyền thanh đâu trí Dũng ơi, đã mất hết rồi, ôi đau khổ lòng tháng đau khổ. Mấy mươi ngày cô hai nuốt lệ vào tâm, có mang chẳng muốn vào thân, mà vào pháp tế để độ cùng chúng sanh. Chúng là gì? Chúng Phật tử, chúng không yêu vì của quyền thật tổ, biết yêu ai ở chỗ cung đình. Có hai về diễn cổ cung đình, trước đây mấy thiền định này, cô hai là người mở cửa cung đình này đó. Báo cho trí Dũng biết, nhưng cô hai không xưng danh hiệu gì. Báo cô hai huệ nhung quyền di nơi bổn thể, mong trí Dũng cứu khổ độ chúng sanh, cùng cô hai bắt tay đại đạo song hành. Con cứu cô hai, cô mới làm được việc thiên thai bồng lại tiên cảnh. Sau này con mới biết rảnh rồi về, con ơi cùng gì cô hai đứng giữa cung đình, thình lình cớ chuyện cô hai thanh nhàn. Bởi cõi thanh về đến cung đình, lấy Bác Hồ Chí Minh chủ tịch, cô nhân sanh vạn vật cung đình, ba gia trăm họ nơi này, khổ tâm từ đức dịch ôn nó rõ ràng. Nhưng cô nguyện đàn tràng bảo cái, đồ cho chúng sanh bổn nguyện còn nguyên. Người nào có hữu phước duyên thì lên thuyền Bát Nhã, còn người nào vô duyên là bạn ngã Dũng ơi. Có hai thương con cũng đánh tình bòn mót, cô hai cũng bòn mót để mà đi. Thật thì cô cháu có quyền gì, con còn nam tướng con thật thì cho cha già, là đà phước đạo nhiều đời Dũng ơi. Có quyền thật tổ con ơi, được sao sanh tịnh độ vạn sanh Di Đà, là đà cành trúc gửi cơ tiên, cô hai gửi hết tâm oan khiên cho trí Dũng, để trí Dũng độ đời cố độ nhân sanh.
Cô ấy chỉ có một sở chỉ mành giao trong tơ bà Nguyệt để cho bạn sanh hàng ngày, đó là diễn phúc trời ban. Nguyệt ta lão là người sĩ duyên cho đôi phu thế trần thế, nhưng trần thế nó còn khổ lắm dùng ơi, nó còn ngã nghiêng vì tâm chưa định, trí chưa thông, hoàng tông chưa biết được mình là ai ở chỗ nơi nào. Trí Dũng ơi, cô thương con như thân cô và thân con là một. Trí Dũng ơi, nơi đất Bồ Đề rừng thiên nước bạc, cô cũng về với con. Con ơi, cô tìm kiếm nước non thanh lịch, tuổi cô già nua biết đâu mà lần. Nếu không có bào nhi thì chắc chắn là cô đi sao được. Nhưng về đây cô xin kêu gọi tất cả tình thương, thương cho cô được sức mạnh hương thâm để cô đi làm Phật sự. Bỏ nhà ra đi không một lời nói với Nhi Trần. Nhi Trần chẳng biết có ai đi đâu, nhưng có ai đi làm việc. Nhi điện vô hỏi sao nội không về, mẹ con khổ lắm nội ơi. Thôi con răng đi, mũi dưa tương lạc một ngày nào đó. Nội làm bổn phận xong nội sẽ quay về đó con ơi. Hai hàng nước mắt rừng rừng dụng ơi. Nhưng nghiêng vai lạnh hết cung đình, khóc thương cho ba tánh vàng dân nơi này. Có Thí Dụng mà có hình thông phước đạo nào, ai đâu biết được con ơi. Khổ thân cô lắm con ơi. Ăn không ăn, chỉ uống để qua ngày. Thân cô gầy ốm, ai thầy có thiết thương. Chỉ có đồng tử của cô là người thương mến cô con ơi. Ganh chi ghét chi hoàng nhi của ta ở chúng cung đình. Nơi xuống thế còn u minh phiền não, học chữ tu mà chẳng có thầy. Minh sư của cô hay là minh sư thường giới đại thừa. Minh sư giữ thể không vừa ý đâu con. Nhất là sắc tướng không hành thông Phật đều, đi đứng không rõ nét là không phải là đường tu. Ăn mặc hở hang cô không thích, nay người này sang thuyền người khác là giả tạo đó Dũng ơi. Có ai muốn làm sao mình có một tâm từ thiện, người ta khổ cũng như mình khổ. Nếu phổ độ thì tùy duyên phổ độ Dũng ơi, tùy duyên phổ độ Dũng ơi Dũng. Có ai mong rằng con có sức khỏe và dũng mạnh ở cõi đời này, cho chư thiên vạn cảnh. Ta đi đâu ta cũng nói ta là cô hai Dũng, nhưng ta bàn lộ sơ khai thiết vi cho nhi tự. Ta là đơn kim hoàng mẫu cung gì con ơi, nhưng nói để làm gì ai biết đâu được. Nay ta về đây tầm con bốn bể năm châu, ta tầm hoài chỉ có được một hoàng nhi đây thôi Dũng ơi Dũng. Nhưng riêng cô mật tông pháp để truyền quyền di cho Dũng, để thật thị cho nhân sanh phước lộc truyền nhân. Cô chẳng mong hai chữ không không, từ lúc cô 13 tuổi năm nay 83 tuổi, sắc bất gì không khóc bận gì sắc. Cô là pháp thể minh thuyền chân không đây Dũng ơi, không cũng là không. Ai cho cô nam mô hai chữ Toro Toro Pho rạch cao phô rồi. Ai cho cô niệm nam mô cho người ta được phước nơi thiền vô, nơi ngũ tổ cổ quyền nhiều đời kiếp, chưa sám hối thì tu gì nơi thiện kiếp. Cô hai lúc thể hiện là từ mẫu, lúc thể hiện là minh quân quốc sự để phạt phạt những người không hiểu đạo đó Dũng ơi. Như con làm sao cô nói được mà cô nói những kẻ không có từ ngôn. Cô đi có tuổi có tên, có cha có mẹ, có cung di chứng đàn, nơi núi cấm truyền di phất lệnh. Khi cô về mở cửa thì đồng chính đồng tự khiêng mẫu từ xuống đến nay. Lúc đó cô hai 18 tuổi cung di bạch ngọc, hôm nay giờ hoàng đạo cô trở về, được gặp Dũng là Bồ Đề nơi tâm phúc. Một chiếc chuỗi này của một minh sơ giáng thế mang đem về tặng cho cô hai.
Nhưng có hai chưa biết người đó là ai. Người ta tầm đó ta ngồi chờ đợi. Người ta nói vật của gia bảo thiên đường Phật Bồ Tát bổn sư A Di Đà thọ ký bạch y quang thế huệ trao cho cô hai. Tôi nhìn xem qua xét lại làm từ thiện xong rồi, ai cũng muốn được cái thiện duyên này Dũng ơi. Nhưng người ta chẳng có trao, người ta chờ cô hai miết từ bình nhân nhật tàn trà. Đến khi cô quang đạo có trở về nơi chỗ ấy thì người ta không biết như thế nào. Trao sâu chuỗi này người ta bảo đây là hộ pháp bầu. Trên con đường cơ lý cô hai một mình một ngựa một cương, giữ đời đời kiếp kiếp để trường tồn độ thế. Người ấy nói rằng ở đây tôi chỉ thấy có một mình cô nhận được chuỗi hư vô của tam cõi Phật, Phật A Di Đà, tam thế sĩ thắng Phật đi Dũng ơi. Dũng nghe thiết vì con mẹ Trần Đà, đời người lúc tuổi thơ chẳng nhớ đến mẹ già, lúc về không biết mẹ cha là gì. Dũng ơi một phút loạn ly nơi cõi thế, mượn cung đình giả kế sinh nhai của hai không không bo rai yên tì thanh tô phò rì thức ẩm thực là cực cái thân, ngủ nghe là thuốc bú dân ta phân yên tạo phước si can mô ra cầu kẹt chen lắng nhiều thêm chật chỗ nhường nhau một bước rộng đường qua. Chúng ta muốn qua cầu bị ngàn của thiên thay thì phải có một đồng tiền Như Lai thực hiện. Còn ai không có tiền là không phải đâu Dũng ơi. Cô hai ra đi có chứng minh thư đồng đạo, có pháp thể nhận thanh chứng minh thư đời và đạo được song hành. Có chủ tịch nước đã ban cho cô hai nhiều thúc phước, nhưng cô hai không lấy đó để làm riêng cho mình đâu Dũng ơi. Cô hai muốn chia sẻ toàn chương cho đạo đồng. Cô thương những nghè người khổ cực, còn người giàu sang họ có bố thí đâu con ơi. Cô hai muốn xin đồng tiền bố thí chánh pháp đạo, còn không là không nha chờ. Đã là nói một là một tỷ Dũng ơi, một không có là hại. Đời cô hai này, cô hai nói con này, cô hai không có một quân nhân nào để tình đàn ông này. Cô hai trả lời tình, chữ tình này. Tình thương của nhân loại nam sanh, tình thương nữ giới huệ nhung nó bể trần, tình đồng đạo thì thiên liêng cao cả. Cuộc hành trình nhiều ngã để khác nhau, tùy tâm thích chọn đường nào. Đừng chọn đường ấy mà thấp cao do mình. Thấp là chưa phải là ngục môn cõi thế, thấp là trung cõi đó Dũng ơi. Còn thượng cõi là vô không không thấy được. Phật có hai đảnh lễ đó Dũng, Phật có hai đảnh lễ Phật vô không, mà có hai chẳng có nắm hương đời. Có hai chỉ có tâm hương đây Dũng ơi, tâm hương mười hương thơm dần tới thiên cao. Của trần thế là mượn cho người sơ thiền đã Dũng ơi, rồi mới nhảy thiền, rồi mở đêm tam thiền tử thiền ngũ dương quang là ánh sáng rồi khắp năm châu. Xây vận chuyển càng khôn trong một lúc Dũng ơi, biết bao khổ lý nó muôn phần. Thôi chia sẻ cùng Dũng và chia sẻ tất cả những người khổ cực, thiếu ăn thiếu mặc thì cô sẽ tình thương. Bây giờ tiền bạc nơi bể khổ cô chưa có đâu Dũng ơi, một ngày nào đó cô sẽ trợ duyên cho con để phổ độ chúng sanh. Nhưng có hai không hứa, đấy là nói tuyệt thi trên năm mẹ ngũ hành quyền gì thì Dũng ơi Dũng. Nếu ai trợ duyên cho cô hai, tập làm văn là tay không tay cỏ, tập làm võ là tay cỏ tay không. Bầu ơi thương lấy bí cùng chứ tay rằng khác giống nhưng chung một vàng. Đó nó cũng là mộc thổ kim quả thì mộc thổ. Dũng ơi tiếc thay cô đã lão già,
biết làm sao có sức khỏe mà đi hoài, Dũng ơi. Có đôi khi cô ban sanh cho người ta hết, không nghĩ đến thân mình. Đến khi cô bệnh tật thì hài nhi run rẩy, mẹ ơi hết tiền lấy đâu con nuôi mẹ. Mẹ mới nói rằng con ơi ta làm đúng chư thiên triền. Thôi xin chào chị Dũng. Dạ. Một và phát sẽ cái bàn tay. Vậy là cho bà mẹ mới hai vô trong đỉnh Thế Sơn là hơn 20 ngày hả cô hai? 20 ngày rồi mà cô không ăn gì hết. Dạ sao mà cô không ăn được cô hai? Tại vì chư thiên người ta không cho mình ăn, bảo là để cái tâm không để mình nhận gì đó thôi. Ăn thì đại tiện tiểu tiện là phiền lắm, tuổi già đi đứng không có vững vàng nên không ăn. Chỉ dùng tịnh thủy và dùng những cái gì mà cô hai dùng được, nạp thọ được thì cô hai dùng. Hồi sáng cô sử dụng cho cô hai hộp bún nhưng mà cô hai nhường lại cho Hoàng Nhi nó ăn. Tại vì dắt nước đi phô phai. Chứ còn bây giờ cô hai không nhận được nó dư ra ngoài uổng lắm con, thà mình để bổ phí cho người khác. Đúng chưa? Vậy hả cô hai nha. Vậy thôi. Thì hôm nay chị Dũng con cũng có nghe các huynh đệ Linh Căn nói là cô hai về đây, cô hai cũng chia sẻ tình tài được kia chốt. Dạ nhiều lắm. Cô hai đem vô như vậy là 40 triệu mà cô hai dự định đi chỉ có 5 ngày tại vì nhà Nhi Đồng không có ai nuôi. Mà vô đây thì cô vì tình thương mà cô phải ở lại. Mà cô cho hết rồi. Bây giờ hồi nãy cô vô đây là cô không có 1.000. Dạ, 40 triệu là cũng hết luôn. Hết luôn, cho hết luôn. Chị cho những người bạn tu mình hả cô hai hay? Dạ, cho bạn tu có và những người không tu cũng có. Dạ. Không tu là cô hai độ để cho người ta vươn lên để ta tu. Dạ. Ta biết tu rồi sau này cô hai được phước. Chứ Dũng được phước. Dạ. Tất cả mọi thứ được phước. Còn ai biết cô hai cũng được, không biết cô hai cũng được. Cô cũng thánh kiều vô đây. Thánh kiều vô đây Việt là mấy. Hán lô phí xí kì linh nan ta vô xí kì linh mèn. Thí Dũng à, phố xì. Mình ăn hết người ta ăn còn. Phố xí kì Dũng của hai cung đình nhiều lắm. Mà dưới trần thế cô hai có 1.000. Giờ hồi sáng giờ cô hai cũng thấy người khổ nhưng mà cô hai hết tiền không làm sao phổ độ được. Nhưng mà cô hai phổ độ cái khác. Cô hai sẽ phổ độ pháp cho người ta tu hành. Phổ xây. Ta phổ độ cho ta biết quay về đảnh lễ mẹ cha. Phật tại thế là mẹ cha tại tiền đó. Tại sao không đảnh lễ mà đảnh lễ ở đâu? Mình phải gồm thâu vào năm châu bổn bể, gồm thâu vào lục phủ ngũ tạng của ta đây mới hiểu được chữ hiếu à. Hiếu của ta này. Hiếu tự đừng vì tiền bạc mà hiếu tử dùng những cái không để đổ cha mẹ mình. Cha mẹ sanh ra 10 đứa con, cha mẹ nuôi được nhưng một đứa con không nuôi được. Thân sanh phụ mẫu đâu Dũng ơi. Cơ lý này cô đã nắm hết gồm thâu. Đi tới 18 nước Long Bang triều nội cô đã đi hết rồi vì tuổi đương thanh. Bây giờ cô hai tuổi già yếu nhưng có ai xin nghỉ để cho Hoàng Nhi thúc lên đường. Nhân sanh Hoàng cũng di Bạch Ngọc Ngài nói không ai thực thi được như con đâu mà làm con ơi. Nên cô phải bước lên đường đi tiếp Dũng ơi. Nhưng đi ở trần thế thì phải có thực thi săn nước lên đường. Còn tương dơ mũi là cô ép thân rồi đó, có ăn chi đâu mà tốn. Nhưng đi đường phải tốn tiền xăng. Nên cô khổ lắm. Hồi sáng giờ cô băn khoăn nếu về kia thì bây giờ hai mẹ con không có tiền đổ xăng thì lấy gì mà đổ. Rồi thấy chúng sanh khổ không lấy gì phổ độ. Từ bữa nào nay hết tiền đó là cô phổ độ bằng khác. Có một người ở Đà Nẵng, con của cô hai, nó con đạo không con đời. Đánh xe từ Đà Nẵng vô đây chỉ có một mình nó thôi nha. Nó vô đây nó gửi là cho cô hai là 1 triệu. Mà không có mặt cô hai thì sáng nó quay xe con nó trở lại, nó đi xe con có một mình nó quay lại kiếm cô hai là cô hai đã đi Phật sự rồi. Phải nếu cô hai có ở đó thì nó cho cô 5-10 triệu để cô có làm lộ phí. Rồi nó đi thì chưa có được nữa. Thì hồi sáng giờ cô hai định là không biết bây giờ xin tiền ai đây để đi tiếp công trình đi tiếp để làm Phật sự. Nếu mà cô hai đứng lại thì chết cha, chắc là cô hai mang nghiệp chướng đấy. Không làm được Phật sự tham quay quay về Nha Trang được. Chưa làm Phật sự được Dũng ơi, không thể về Nha Trang được. Tại vì ở đây giờ hoàng đạo cô hai là giờ ở ngay nay rồi. Cô hai không thể được. Cô hai nói với con, cô hai quay lại là chừng nào núi cấm nước đồi. Bò xương hóa đồ là Phật thánh tiên mới ra đời. Lúc đó cô hai mới đảnh lễ Phật chí trời đất. Còn đây là cốt sắc chế măng Dũng ơi. Cô hai không đảnh lễ đâu, để cho người đánh một bộ cờ
chốt xe pháo mà tướng đề quân. Có hai bắt tướng không cần bắt chốt đâu con ơi, bắt tướng mà làm việc được tỏ chương. Thôi có hai thiết vi ít, mong con và tất cả đau đồng yêu thương của ai. Mở nhãn nhị ra thì hiểu có hai là ai con ơi. Bây giờ nói làm chi, ma vương quỷ sứ rất nhiều. Mấy bữa nay nó thi hành quay quần cô đó, muốn giết cô để cướp lại cơ đồ. Đâu có được Dũng ơi, không được đâu. Vì viền vì ban cho ai thì người đó nhận. Thở xanh thì xa phở này, xin xa mỗi phở này. Xin thở hồi xét cả lệnh mến kim. Chào con, cô hai mệt. Dạ, cảm ơn cô hai. Rồi.